Bây giờ chúng ta sẽ tạo lên ở ngoài màn hình một cái bài tập là bài tập số 2. Đây. Ví dụ ta ghi là bài 2. Rồi. Đấy, bây giờ ta sẽ làm một số những cái bài tập liên quan đến cái cách định nghĩa hàm và gọi hàm chẳng hạn, đúng không? Thì ví dụ như bây giờ ta sẽ file này, new file. Chúng ta nhấn đúng không? File, save và các bạn ghi lưu bài 2 đi. Chúng ta ghi là b21.html. Đấy. Thế bây giờ chúng ta cũng ghi là html đúng chưa? 2.5. Đấy, thì sẽ một cái cấu trúc như thế này. Bây giờ chỉ để định nghĩa một cái JavaScript thì ta thêm một cái script vào đây nhé. Đấy, chúng ta sẽ khai báo một cái function chẳng hạn. Ví dụ ở cái bài tập này thì chúng ta sẽ kiểm tra một cái số, đúng không? Hay là một số không phải là số, tức là nhập vào một cái dữ liệu và kiểm tra có phải số không. Thế thì chúng ta sẽ có kiểm tra số. Nhập vào dữ liệu xem nó có phải là số không nhé. Đấy. Các bạn tắt tiếng Việt đây. Đấy. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ khai báo var x đúng không? Bằng một cái hàm cho phép nhập liệu là prompt. Đúng không? Và chúng ta sẽ ghi vào đây là mời nhập một ký tự để chúng ta kiểm tra xem phải số không. Bây giờ muốn kiểm tra số thì chúng ta sẽ có if đúng không? Là i n a n đúng không? Của x. Nếu mà cái này bằng false vô đúng không? Đấy. Thì có nghĩa là chúng ta nó không phải là số, đúng không? Nếu bằng vô thì không phải số. Nếu mà cái này bằng vô thì nó không phải số, và nếu không phải số thì chúng ta sẽ đưa ra thông báo. Đúng không? Trong trường hợp ta ghi là document.write và chúng ta có thể ghi ví dụ như là chúng ta có thể ghi là thẻ H2 ở đây rồi đấy H2 và chúng ta ghi nội dung nó bạn vừa nhập vào một số trong điều này nó là bạn vừa nhập một số bạn vừa nhập một số đúng không? Và số đấy là số x chẳng hạn thì chúng ta sẽ nối với x chấm phẩy đúng không? Chiều ngược lại thì các bạn có thể ghi là document đúng không? Chấm write đúng không? Chúng ta sẽ ghi là x không phải là một số, x nối với rồi không phải là một số. Rồi. Thế thôi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ gọi hàm thì trong cái phần body này chúng ta sẽ cũng sẽ có một cái script đúng không? Và ta gọi hàm đấy ra. Là ta gọi cái hàm này đúng không? Ctrl C này. Ctrl V nhớ có chấm phẩy không? Và ta lưu lại nhớ nhé. Lưu lại. Thế bây giờ ta vào đây, ta kích đúp vào. Đây, các bạn có thể kích đúp vào đây. Nhấn phải chuột open with là Chrome. Đấy, bây giờ nhập vào một ký tự, ví dụ bạn nhập vào 7 đi, đúng không? Thì bạn vừa nhập vào một số, đúng không? Số 7. Nếu bạn nhập vào cái chữ ký tự Q chẳng hạn thì nó sẽ báo là gì? Q không phải là một số nhé. Đấy thì đây là cách chúng ta định nghĩa hàm và chúng ta gì? Chúng ta gọi hàm. Đấy là cách chúng ta sử dụng ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng cái này để làm toán. Đúng không? Ngoài ra ta có thể dùng cái này để chúng ta làm toán, đúng không? Thì ở trong trường hợp như thế này chúng ta có thể ví dụ đơn giản là chúng ta giải phương trình bậc 2 cũng làm được, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ file
new file nhá. Đây các bạn có thể ghi file lưu lại này, đúng không? Các bạn sẽ ghi là b22.html. Trong trường ta có html 2.5 đúng không? Bây giờ các bạn định nghĩa một cái hàm, đúng không? Ta có function, được chưa nhỉ? Căn bậc 2, được chưa? Đấy. Ở đây các bạn sẽ ghi var x đúng không? Bằng 10, bạn nhập một số. Đấy, ví dụ như bạn ghi đây prom là mời bạn nhập một số tính căn bậc 2 thôi đúng không? Căn bậc 2 nhập một số. Sau lại kiểm tra if mà i n a n của x mà bằng chu, thì điều này có nghĩa là nó không phải số đúng không? Ta có alert. Rồi x nối với không phải là một số. Không phải là số đúng không? Mời nhập lại. Mời nhập lại. Đó. Và chúng ta lại mời nhập lại đúng không? Thế xong khi nhập lại rồi thì x nó có thể bằng prom. Đúng chưa? Lại ghi vào đây là mời bạn nhập một số. Ví dụ thế. Ví dụ thôi đúng không? Sau khi nếu mà nhập đúng rồi ta có document. Ví dụ thôi đúng không? Chấm write. Các bạn có thể ghi vào đây. Chẳng hạn như chúng ta ghi vào một cái thẻ H1 chẳng hạn. Đó, các bạn ghi vào đây là tính căn bậc 2 chẳng hạn. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có va căn bậc 2 sẽ bằng mat.sqrt của gì của x. Rồi, sau đó ta ghi ra kết quả là document.write-line đúng không? Căn bậc 2 của đúng không? Nối với x đúng không? Nối với là đúng không? Nối với gì? Căn bậc gì? Căn bậc 2. Ví dụ thế, đúng không? 2 chấm phẩy. Như vậy định nghĩa hàm xong, người ta gọi hàm thì ta có một cái đoạn script đấy. Và bạn gọi vào đây là căn gì? Căn bậc 2. Đó. Ta gọi hàm đúng không? Xong bạn lưu lại. Bây các bạn chỉ cần gọi thay cái link này thành bài 2.2 đúng không? Đấy. Thì nhập vào một số, ví dụ như nhập số 9 chẳng hạn. Thì căn bậc 2 nó sẽ là gì? Căn bậc 2 của 9 là gì? Là 3. Không? Nếu bạn nhập sai một cái số lung tung thì nó bảo gì? Không phải là một số mời nhập lại. Ok, nhập lại đi. Nhập số 4 đi. Đúng không? Thì căn bậc 2 của 4 sẽ là gì? Là 2. Rồi, chính xác rồi. Đó chính là cách định nghĩa hàm và gọi hàm. Giờ ta sang một cái bài tập số 3, nó có thể phức tạp hơn một chút liên quan đến bài toán về chúng ta xử lý về giỏ hàng chẳng hạn, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ đầu tiên này, chúng ta sẽ tạo một cái file mới. Các bạn sẽ lưu cái này lại. B23.html. Đấy. Thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ thôi ta làm một cái bài nó đơn giản hơn trước nhé. Giả sử bây giờ ta làm một cái bài đoán số.
đúng không? Xem như thế nào. Đoán số thì ở đây chúng ta sẽ làm sao để ta đoán được cái số nhập vào, đúng không? Ta đoán được số nhập vào. Đấy, thì giờ chúng ta ghi là HTML, đúng không? Các bạn sẽ ghi ở đây là script. Một cái chương trình đoán số, đúng không? Đoán số. Ta có function là đoán là va là đoán số. Ví dụ đầu tiên ta khai báo va là số ngẫu nhiên. Số ngẫu nhiên, đúng không? Sẽ nhận giá trị bằng 10 chẳng hạn, cộng với một cái hàm toán học này, đúng không? Làm tròn này, round của mat chấm random, một số random, đúng không? Nhân với 5 để cho nó nằm trong cái khoảng từ 0 đến 1. Và chúng ta sẽ có chấm phẩy đây. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ đoán đoán số, đúng không? Bây giờ ta đoán như sau này, chúng ta đây là số ngẫu nhiên, chúng ta va đoán. Đó. Các bạn sẽ ghi vào đây là prompt. Prompt là đoán xem máy tính tạo ra số mấy, đúng không? Đoán đấy. Rồi xong, bây giờ ta kiểm tra if của number của cái đoán này, đúng không? Nếu mà bằng cái số ngẫu nhiên đúng, thì là đoán đúng, đúng không? Thì chúng ta ghi là document chấm write. Bạn đoán đúng, đúng không? Bạn đoán đúng. Rồi. Số ngẫu nhiên là, đúng không? Nối với số ngẫu nhiên, đúng không? Đấy. Else if mà number của đoán lại nhỏ hơn số ngẫu nhiên đó, thì đưa thông báo document chấm write write đúng không? Các bạn ghi là bạn đoán sai, nó số ngẫu nhiên đúng không, nhỏ hơn số bạn đoán, nhỏ hơn số ngẫu nhiên, số bạn đoán nhỏ hơn số ngẫu nhiên là số ngẫu nhiên, đúng không? Nối với số ngẫu nhiên, chiều ngược lại thì nó là lớn hơn, đúng không? Các bạn copy dòng này, Ctrl C và paste vào đây, nhưng mà là lớn, chỉ lớn hơn số ngẫu nhiên. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái button ở đây, đúng không? Ví dụ ta có à chúng ta sẽ có này, button, đúng không? On on click, đúng không? Bằng cái hàm thì là đoán số. Đấy. Click vào đây là click me. Đấy. Và các bạn sẽ trở thành bài số 3. Enter, click B này. Nó sẽ gọi đến đoán ra số mấy? Đoán ra số 11 đi. Thì nó bảo gì? Bạn đoán sai, số bạn đoán lớn hơn số ngẫu nhiên là 10. Click lần nữa. Lần này đoán số 9, à số 16. Bạn đoán sai, số bạn đoán lớn hơn số ngẫu nhiên là 14. Lần này đoán 14 đi. 13 đi. Bạn đoán sai, số bạn đoán lớn hơn số ngẫu nhiên là 11.